chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Đây là phần dự thi của một thí sinh có cái tên cũng khá là lạ, Trần Băng Đảo. Chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi này ngay sau đây. Dòng sông trơ trọi bóng con đò. Sông nước tiêu hiu mỗi lỡ duyên hẹn hò. Người ra đi một người em gái nhỏ với một con đò hiu quạnh giữa tràn. Một lần đứng trước cảnh ly tăng mà con tim non như rạng giờ tan tành. Một chuyện tình buồn như giấc mộng cuối tàn canh mà nay chỉ còn những lời thương tiếng. Chào Băng Đảo. Dạ chào. Em đăng ly anh bấm rồi đó. Nhưng mà anh thấy chị Mỹ chứ bấm em rồi. Chị cũng đăng ly chị bấm rồi đó. Là có nghĩa là em đã có một sự lựa chọn. Còn anh và chị Hằng chờ đợi. Thôi thì chúc em về với đội chị Thờ Mỹ. Vì em có khuôn mặt bầu bỉnh nè, dễ thương nè, mớm mớm nè, lỗ mũi cao nè, giống chị Mỹ nè. Chị sẽ về chị quá thân cho em những cái vai diễn của chị Mỹ. Băng Đảo sáng sân khấu. Tuy rằng giọng ca của Đảo hôm nay hát á, thì nó cũng có nhiều sơ sót lắm. Nhưng mà chị Mỹ thấy trong cái giọng ca và trong cái tố chất của Đảo, chị Mỹ cảm thấy chị Mỹ có thể trao chuốt cho Băng Đảo được. Cho nên chị Mỹ đã bấm chuông chọn Đảo. Dạ, em cảm ơn chị Thầy Mỹ.